Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Trinh hoặc Chiến qua số 0415 070 789 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Úc Châu của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi đã mời trở lại phòng thu hình kế toán gia Phô Hiền Nguyễn. Kính chào anh Huy. Chào Kim Hoàng và chào tất cả quý vị khán giả của Vietfay TV. Một trong những cái đề tài mà chúng tôi sẽ phải đề cập ngày hôm nay và sẽ đi vào một cách rất là chi tiết, đó là cái gói hỗ trợ hỗn hợp giữa liên bang và tiểu bang New South Wales đối với cư dân sinh sống tại khu đô thị Sydney mở rộng, là khu vực đang bị phong tỏa bởi tiểu bang New South Wales và cũng là khu vực mà chính phủ liên bang đã công nhận là điểm nóng, tức là hotspot. Và cũng chính vì vậy mà những cái khoản tài trợ đã được gia tăng nhiều hơn so với những loan báo trước đó, đặc biệt là sau khi thủ hiến Lady Boris Trillian đã gia hạn thời gian phong tỏa thêm 2 tuần lễ nữa, có nghĩa là kéo dài cho đến nửa đêm thứ 6 ngày 30 tây tháng 7 sắp tới. Và với tổng một cái thời gian phong tỏa là 5 tuần lễ kể từ ngày 26 tây tháng 6, thì cư dân Sydney sẽ được những gì? Theo thông báo mới nhất của Thủ tướng Scott Morrison và Thủ hiến Lady Boris Trillian, thì những cái khoản tài trợ riêng rẽ của liên bang và tiểu bang trước đây đối với những cư dân vùng phong tỏa, thì trong bối cảnh hiện nay, liên bang và tiểu bang đã có một cái sự hợp tác đưa ra một cái gói hỗ trợ mà chúng tôi gọi là cái gói hỗ trợ hỗn hợp dành cho cả cư dân lẫn doanh nghiệp. Thì ngày hôm nay chúng ta, đây có lẽ là một cái tin mừng trong thời đại dịch và thời phong tỏa của New South Wales, phải không thưa anh Huy? Vâng, đây cũng là một cái sự bất ngờ, là cái mình chúng ta không có ngờ rằng là 2 tháng trước mà Sydney, Greater Sydney là những cái vùng và vùng lân cận đó, là một cái nơi mà tụ tập đông dân cư nhất, mà Kim Hoàng thấy là trong những cái ngày gần đây đó là South West Sydney, là vùng Tây Nam của Sydney, là một cái hành lang mà rất là nhiều công ăn việc làm, rất là nhiều dân cư, mà nó hầu như là có nhiều người nói là nó chiếm gần bằng một phần sáu dân cư của nước Úc. Thì vì vậy cái sự hỗ trợ, cái sự liên kết giữa tiểu bang và liên bang có một cái sự hỗ trợ rất là chặt chẽ cho tất cả mọi người và tất cả mọi trường hợp, thì đúng không? Thì chúng ta sẽ đi sâu về cái vấn đề này. Có nghĩa là cái gói hỗ trợ lần này họ không có một cái doanh nghiệp nào bị thiệt thòi, cũng như không có một cái cá nhân nào bị lãng quên. Chúng tôi sẽ đi với những cái cá nhân trước. Là theo lời Thủ tướng Scott Morrison, thì những cái gói hỗ trợ liên bang dành cho những cư dân sinh sống tại khu vực bị phong tỏa đã từng được áp dụng tại Melbourne trước đây, đó là $500 một tuần cho những ai làm việc trên 20 tiếng đồng hồ một tuần, trong khi mức hỗ trợ $325 dành cho những người làm việc dưới 20 tiếng. Gói hỗ trợ này vẫn tiếp tục áp dụng cho cư dân vùng đô thị Sydney trong 2 tuần lễ đầu tiên phong tỏa. Tuy nhiên, trong tuần này thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã gia tăng hỗ trợ dành cho cư dân từ mức $500 lên thành $600 cho những người làm việc toàn thời, và từ mức $325 lên thành $375 cho những người làm việc bán thời. Yeah. Cái đó là đơn giản rồi, và mọi người hầu như đã tự nộp xin cái khoản tiền đó. Thì cũng nói thêm với Kim Hoàng là sau khi mà cái luật phong tỏa nó được gia tăng và được kéo dài hơn đó, thì chính phủ tăng lên 100 đồng từ 500 cho đến 600, là có nghĩa là ngày 18 tháng 7 trở đi đó, thì quý vị sẽ có một cái tiền mới là 600 đồng cho những người nào làm full trên time 20 tiếng. Trên 20 tiếng, và từ 8 đến 20 tiếng thì 375 đồng. Là đây, và quý vị có thể xin vào xin ở trong MyGov, ở trong Centrelink, để quý vị có được những cái tiền trực tiếp. Cái loại tiền này đó nó cũng phải tương đương giống như là cái tiền job seeker mà của năm 2020. Tại vì tất cả những chương trình hỗ trợ này đó, chút xíu nay chúng ta sẽ thấy là đây là một cái mirror, cũng như là một cái tấm chiến tương phản lại tương với cái phản sự với hỗ trợ năm 2020. Của năm 2020. Vâng, rất đúng. Vâng. Và kính thưa quý vị, đó là những cái chương trình hỗ trợ dành cho cá nhân, mà Kim Hoàng tin chắc là tất cả những ai đã nghỉ việc,
kể từ ngày 26 tây tháng 6 thì đều đã nhận lãnh những cái khoản tiền này. Thủ tục xin rất là đơn giản. Trong khi những cái thay đổi lớn lao hơn thì dành cho các doanh nghiệp, và đây là một cái sự hỗ trợ hỗn hợp mà chúng tôi nói là giữa liên bang và tiểu bang New South Wales. Mà thông tin Kim Hoàng có được là liên bang và tiểu bang phải có một cái sự đóng góp gần như là 50-50. Trong trường hợp này thì tiểu bang New South Wales đã đóng góp 4 tỷ 100 triệu đô la và liên bang đã đóng góp khoảng 5 tỷ đô la để đưa ra một cái gói hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ. Mỗi doanh nghiệp có thể nhận được khoản tài trợ từ mức tối thiểu là 1.500 một tuần cho đến mức tối đa là 10.000 đô la một tuần. Và dĩ nhiên khi nhận những cái khoản tiền này, doanh nghiệp vẫn phải có những cái nghĩa vụ và trách nhiệm đối với chính phủ, phải cam kết với chính phủ là không được sa thải nhân công của mình. Dạ vâng, và một trong cái điều kiện mà rất quan trọng đó là quý vị còn nhớ là năm 2020 thì chúng ta hay nhắc đến là cái doanh thu của mỗi doanh nghiệp là phải mất trên 30%. Thì và một cái điều kiện mà chúng ta phải nhớ đó là chúng ta phải giữ vững khoảng 40%, mà chính phủ tài trợ 40% của tổng số lương. Vâng. Từ 1.500 như Kim Hoàng nói là 1.500 đến 10.000, thì cái loại hỗ trợ này nó cũng tương đương giống như là JobKeeper, tại vì tất cả những cái hỗ trợ về lương bổng đó thưa quý vị thì nó cũng giống như là JobKeeper, như là những cái 600 đồng với 375 đồng đó là nó tương đương với JobSeeker. Vâng. Như vậy thì cái câu hỏi rất là quan trọng thưa anh Huy, với quyết định là được đưa ra rồi, làm thế nào để các doanh nghiệp nhận được những cái khoản tiền này? Dạ vâng, theo như là quý vị, năm ngoái thì tất cả những cái hệ thống, cái chương trình hỗ trợ là nằm ở tại liên bang, cho nên là nó cái cơ quan mà điều hành những cái chương trình hỗ trợ này là ATO, là Tax Office, là tổng nhà thuế vụ. Tuy nhiên vì ở đây cái chương trình chính mà hỗ trợ cho có lương bổng đó thì nó nằm ở Service New South Wales. Có lẽ là thứ hai tuần sau vào ngày 19 tháng 7 là cái ngày đầu tiên mà bắt đầu những cái application form, là những cái đơn xin nó bắt đầu nó ra trên mạng. Bây giờ là như là trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua đó thì Thủ tướng cũng như là Thủ hiến ở New South Wales đã công bố những cái khoản tài trợ và những cái điều kiện sơ khởi. Khi mà chúng ta có được cái application form đó thì vào chi tiết hơn là cái điều kiện như thế nào, chúng ta phải so sánh doanh thu ở thời điểm nào. Theo hiện bây giờ thì thông tin cho ra đó Kim Hoàng, khi mà người ta nói ra là bị mất 30% doanh thu thì chúng ta đo lường cái mức, mình phải đo cái sự mất mát nó từ thời điểm nào so với thời điểm nào. Thì như là chúng tôi đã nói trước là chúng ta đang ở vào tháng 7 năm 2021 thì cái mức doanh thu 30% á là phải đo lường từ tháng 7 năm 2019. Có nghĩa là thời là tiền đại dịch. Tiền đại dịch chứ không phải là tháng 7 của 2020. Vâng, bởi vì nếu mà thoa với tiền đại dịch thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấp hơn, còn nếu mà thoa với tháng 7 2020 thì chưa chắc gì đã thấp hơn. Cho nên là quý vị phải có những cái điều kiện đó, và để nhắc lại cái nguồn tài trợ mà coi như là giống như JobKeeper mà chúng ta đã thấy năm 2020, đó là 1.500 đến 10.000 như Kim Hoàng đã đề cập đó. Thì thưa quý vị, trong sau ngày 19 tây chắc chắn là sẽ có những cái hệ thống hành chánh của Service New South Wales sẽ hoàn chỉnh, và ở trên mạng sẽ có những cái thông tin mà những application form mà quý vị có thể điền vào. Tuy nhiên có lẽ là một trong những cái điều kiện mà để chứng minh rõ ràng nhất đó là một cái lá thư của kế toán của những thương vụ để chứng minh, hay là confirmation, hay là để xác nhận là cái thương vụ của mình đã có bị cái mức doanh thu giảm theo cái mức ấn định để mà chúng ta hưởng được những khoản tài trợ đó. Như vậy là những người mà giảm 30% là sẽ hưởng được khoảng cái mức thấp nhất là 1.500 đô la cho mỗi một tuần. Dạ vâng, thí dụ, để mình nói thí dụ cho quý vị rõ. Thí dụ như là quý vị nào có một cái thương vụ shop nail mà lương trả ra cho nhân viên một tuần đó, Kim Hoàng, như là 4.000, thì chính phủ sẽ tài trợ 40% của tổng là 1.600, thì quý vị lấy được 1.600. Thí dụ như là lương hàng tuần mà quý trả nhân viên là 3.000 đồng thì 40% là 1.200, thì họ vẫn được 1.500 là tối thiểu. Và cho đến tối đa là 10.000. Cho nên quý vị nào mà có trả lương rất là nhiều là 20.000 cho một tuần thì mình được 40%, đó là 8.000, thì mình sẽ được 8.000 đồng và tối đa là 10.000. Cho nên chính phủ làm những cái chương trình vậy nó khác hơn là JobKeeper, là vì chính phủ tính đây là tại vì chính phủ là chính phủ New South Wales, cho nên cái cách hệ thống hành chánh nó hơi khác với lại năm ngoái chúng ta là JobKeeper, thì họ chỉ cho là tối đa là 40% của tổng số tiền lương mà người chủ trả.
Vâng. Và kính thưa quý vị, ngoài ra thì Bộ trưởng Ngân khố New South Wales còn loan báo một cái thông tin là đối với những người làm việc cá thể, là những người trade, thì họ có một cái thu nhập thường thường là không có cao lắm, từ 30.000 cho đến 70.000. Với thành phần này thì chính phủ New South Wales cũng không bỏ quên là họ vẫn được 1.500 mỗi 2 tuần đó thưa anh. Dạ vâng, thì đối với những cái những doanh nghiệp nào đó, thì trước hết đó, thì khi mà trước khi mình chúng ta đi vô cái phần đó đó, thì cái phần mà lớn nhất mà chúng ta đã loan báo gửi đến cho quý vị những thông tin là những thương vụ chính phủ tặng cho một số tiền bồi thường, thì nó gọi là cash flow boost. Quý vị còn nhớ là hồi năm ngoái khi mà chính phủ liên bang ra cái chương trình hỗ trợ, thì cái đầu tiên mà chính phủ ra đó là chương trình cash flow, có nghĩa là đưa tiền vào mỗi thương vụ để cho thương vụ bị đóng cửa phải chi trả cho tiền rent, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước và tất cả những cái tiền chi phí mà vì bị đóng cửa đó. Thì năm ngoái quý vị còn nhớ là 20.000 là tối thiểu và cao nhất là 100.000. Đa số những thương vụ nào trên toàn nước cũng nhận được cái số tiền đó. Năm nay cái chương trình đó thì năm ngoái mình tuần trước mình cũng đã nói là chính phủ cho 10.000, 7.500 và 5.000. Thì bây giờ tăng lên cái Hoàng, tăng lên rồi, tăng lên tới 15.000 là mức tối đa. Mức tối đa 10.500 và 7.500. Thì quý vị thấy là nó có sự tăng lên cũng là ba mức khác nhau, có nghĩa là 7.500, 10.500 và 15.000. Đó là cái vấn đề là trả one up một lần từ chính phủ New South Wales cho tất cả các doanh nghiệp mà trên 75.000. Cho nên khi mà tuần trước đó thì có nhiều thắc mắc, ô vậy là nếu mà tôi làm một cái thương vụ nhỏ mà turnover là cái doanh thu 60.000 là tôi mất hay sao, thì chúng ta đã có những cái chương trình hỗ trợ cho những người thấp hơn. Thưa quý vị, cái chương trình tuần trước mà chúng ta nói vì cái thời gian lockdown nó kéo dài hơn, cho nên chính phủ tăng thêm 5.000. Cho nên quý vị thương vụ nào chẳng hạn như Đồng Hương chúng ta có nhiều takeaway shop, coffee shop hay là nhà hàng bị đóng cửa, nail shop, thì chắc chắn là quý vị có doanh thu trên 75.000 thì quý vị sẽ được hưởng tối đa là 15.000, và nếu mà mất doanh thu 50% thì chúng ta được 10.500, và mất doanh thu trên 30% đó thì là được 7.500. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai cái gói hỗ trợ khác nhau đối với các doanh nghiệp. Gói hỗ trợ, tất cả gói hỗ trợ này đều đến từ chính phủ New South Wales và chính phủ liên bang. Nhưng mà một cái thì chúng ta gọi là cash flow, có nghĩa là chỉ trả một lần mà thôi, cho dù cái thời gian đóng cửa, phong tỏa là 5 tuần hay sau này còn có thể kéo dài thành 8 tuần, 10 tuần. Thì cái này cũng sẽ không thay đổi ở cái mức độ là 7.500, 10.500 và 15.000. Và cái gói hỗ trợ thứ hai đó là hỗ trợ lương bổng để chủ nhân có thể duy trì công việc làm cho nhân viên. Thì cái gói hỗ trợ này nó sẽ dao động từ mức $1,500 một tuần cho đến $10,000 là tối đa, với những cái doanh nghiệp nào chứng minh được là họ có tổng cái số tiền lương họ phải trả cho nhân viên thì họ sẽ nhận được 40% trên tổng cái số tiền đó. Có nghĩa là một cái sự chia sẻ của chính phủ với điều để chúng ta giữ lại tất cả mọi người trong thời đại dịch này. Và đây đúng là một cái hình thức tương tự như JobKeeper, nhưng mà bởi vì chính phủ đã loan báo và Bộ trưởng Ngân khố George Feinberg đã khẳng định là chương trình JobKeeper thực sự đã chấm dứt vào ngày 31 tháng 3 vừa qua và sẽ không thể tái tục trở lại. Và vì vậy chính phủ đã đưa ra những cái chương trình nó có một cái giá trị tương ứng để mà đáp ứng cái tại tiểu bang, tại tiểu bang. Đây là JobKeeper của tại tiểu bang New South Wales. Cho nên quý vị thấy là đối với những doanh nghiệp nào mà doanh thu trên 75, là một tiểu thương có một cái shop bình thường đó, thì chúng ta được quyền có được cái hỗ trợ 15.000 nếu mà cái doanh thu mà của mình bị đóng cửa, hay là quý vị có nhà hàng mà quý vị đã phải đóng cửa, mình mở takeaway thôi thì doanh thu của mình là phải xuống tới 90% lận, cho nên là chúng ta sẽ được hưởng 15.000 và chúng ta được hưởng tài trợ tối đa 40% của tổng số lương bổng. Cho nên chính phủ đang trợ giúp cho những thương vụ để để ngăn chặn những cái việc sa thải người trong cái lúc lockdown. Rồi Kim Hoàng sẽ nói đến những người mà bị hụt hẳn, tuần trước là bị hụt hẳn, là tại sao tôi không, nếu mà tôi turnover có 50.000 thì là tôi thế nào? Thì đó là những cái trường hợp mà Bộ trưởng Ngân khố Dominic Perrottet cũng đã loan báo là sẽ không bị lãng quên đó. Là có nghĩa là $1,500 vẫn trả cho mỗi 2 tuần. Cho mỗi 2 tuần, đó là cho trợ giúp những doanh nghiệp mà những người mà làm part time hay là làm chưa đủ cái mức, hay là những người mà mới bắt đầu, thì họ vẫn được sự tài trợ là 750 một tuần hay là 1.500 một fortnight. Còn một cái loại hỗ trợ nữa mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng khá là quan trọng là cho những thương vụ mà là sole trader một mình,
và không có đủ lớn và không có mướn người, thì cái tài trợ đó chính phủ cho 1.000 đồng một tuần kịp hả? Dạ vâng, cái đó là cũng giống như là mọi người có được cái tiền lương là 600 đồng thì dạ, những người đó họ có cao hơn một chút xíu. Có nghĩa nó phân ra nhiều loại mà Kim Hoàng đã nói là không một người nào bị lãng quên dạ, trong cái đợt phong tỏa lần này. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng là 19 tháng 7 thì cái tất cả hồ sơ mới bắt đầu được giải quyết. Tuy nhiên họ sẽ giải back đây lại, có nghĩa là họ sẽ cho tất cả cái khoản tiền kể từ ngày 26 tháng 6 chứ không phải là bắt đầu từ ngày 19 tháng 7, bởi vì mọi người đã phải đóng cửa ngưng hoạt động kể từ ngày đầu tiên 26 tháng 6 rồi. Cho nên quý vị đừng có lo lắng, nếu mà chúng ta vẫn phải trả tiền thuê mướn, các doanh nghiệp thuê mướn các cơ sở của mình, thì những cái khoản tiền này hy vọng là sẽ đủ để cho chúng ta trang trải trong thời gian sắp tới. Vâng, và có lẽ là hy vọng là sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 7, nếu không thì cái việc này nó vẫn sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi nào mà chương trình phong tỏa chấm dứt. Và đó là một cái thông tin rất tích cực trong bối cảnh tiêu cực của đại dịch Covid-19, không thưa anh Huy? Và khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề về kinh tế thì thật ra là kinh tế của nước Úc đã phục hồi khá là ngoạn mục trong đại dịch Covid-19 vừa qua, khi mà tỷ lệ thất nghiệp đã hạ giảm rất là nhiều, từ mức 7.5% giữa năm 2020 xuống chỉ còn 5.1% vào tháng 5 2021. Và đó là những cái thông tin trước khi xảy ra cái việc bùng phát dịch bệnh tại New South Wales dẫn đến tình trạng phong tỏa hiện nay. Và cũng trong cái bối cảnh phong tỏa hiện nay, khi mà chính phủ liên bang cũng như tiểu bang phải tiếp tục xài tiền, mà kinh tế thì lại không có thu vào được. Và chúng ta thấy là các kinh tế gia hiện nay đang phải nhìn lại cái quá trình phục hồi kinh tế của nước Úc. Và như chúng tôi cũng đã nói là New South Wales là tiểu bang đông dân nhất và cũng là đầu tàu kinh tế toàn của nước Úc, với khoảng 30% tổng sản lượng nội địa GDP trên toàn quốc. Và chỉ với 5 tuần lễ phong tỏa, cái sự thiệt hại sơ khởi đó thưa anh, tính toán là khoảng mức 7 tỷ đô la. Và đó là một cái mức rất là khiêm nhường. Vâng, mà tổng số tiền mà sau một cái thời gian bùng nổ về bất động sản qua cái tiền thuế con niêm á, là một năm trời là chỉ có 9 tỷ thôi. Mà chương trình hỗ trợ trong 5 tuần lễ là 4 tỷ mốt. Vâng, thì quý vị thấy là cái tầm ảnh hưởng như thế nào. Và giới truyền thông cũng đã công bố là cứ một tuần New South Wales bị đóng cửa thì mất gần 1 tỷ. Cho nên quý vị thấy là đây là một cái số tiền rất là lớn, bao nhiêu tiền thuế con niêm, bao nhiêu thuế thổ trạch, bao nhiêu là thuế payroll tax thì mới cung ứng được cái sự trả nợ mà chúng ta nói là phải trả nợ. Thì vì dưới thời của thủ hiến New South Wales hiện tại cũng như là tổng trưởng bộ trưởng ngân khố Dominic Perrottet thì đã dẫn đến New South Wales là một trong những ngân sách mà nó có uy tín nhất và có những cái sự thặng dư rất là mạnh mẽ trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mà giờ đây thì chắc ngưỡng cửa bị thâm thủng, nó bị đe dọa rất là lớn. Thưa quý vị, có một cái điều nữa đó Kim Hoàng, mà trong những cái thời gian mà bị lockdown và người ta bị mất việc, rất là nhiều người đã đi xin Centrelink. Tuy nhiên á, có một số người mà bị không có trả tiền rent. Thì mỗi lần mà bị lockdown hay là như vậy thì chúng ta hay nói đến những người bị trả tiền rent. Thì chính phủ New South Wales, cái này là cái tài trợ của chính phủ New South Wales. Dạ, cũng ra cái công bố là nếu quý vị nào mà bị mất việc đó, thì người chủ nhà không có thể đuổi trong vòng 6 tháng. Và cái đó nó cũng tương tự như là cái giống như năm ngoái. Có nghĩa là nó tái lập lại cái chương trình bảo vệ người thuê nhà đã không bị đuổi ra ngoài đường trong cái hoàn cảnh mà chúng ta không có tiền trả tiền thuê nhà. Ngược lại thì chính phủ New South Wales cũng sẽ có những cái chương trình hỗ trợ đối với giới chủ nhân là những người landlord, những người chủ nhà, chứ không phải là những người chủ nhà sẽ bị thiệt thòi. Vâng. Thì coi như là đây là một cái sự trợ giúp cho nếu ai bị mất việc thì chủ nhà không được đuổi trong vòng 6 tháng, và với điều kiện là họ chứng minh là tôi bị mất 25% hoặc hơn cái thời giờ của công việc làm. Cũng giống như là quý vị làm 5 ngày mà quý vị bị mất 2 ngày đi, là coi như là mình không có đủ trả tiền rent thì mình có được xin hoãn lại và không có bị đuổi. Và chính phủ cũng tài trợ 1.500 cho những người landlord. Và đây là một cái thông tin khá là quan trọng, và như anh Huy vừa mới nhắc nhở, không chỉ áp dụng trong thời gian phong tỏa mà sẽ kéo dài trong thời gian là 6 tháng. Có nghĩa là sẽ tính là từ đầu tháng 7 cho đến cuối năm hay là tháng 12 năm 2021, tất cả những ai đi thuê nhà gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính, chúng ta có thể an tâm và chúng ta có thể thương lượng với chủ nhà để mà
trả khoản tiền này sau khi chúng ta đã nhận được những cái gói hỗ trợ từ chính phủ. Vâng. Và đó là những cái thông tin mà Kim Hoàng nghĩ rằng là chính phủ New South Wales đã làm việc rất là nhanh chóng để mà đưa ra một cái chương trình hỗ trợ kịp thời cho hơn 6 triệu cư dân đang sống trong tình trạng phong tỏa. Mặc dù là chúng ta có sự hỗ trợ của chính phủ, tài chính có thể nói là không đáng lo. Tuy nhiên, ai cũng mong muốn trở lại cuộc sống bình thường. Và để trở lại cuộc sống bình thường nhanh chóng thì cái chương trình phong tỏa phải chấm dứt. Và việc này là phụ thuộc vào hơn 6 triệu cư dân của sinh sống tại khu đô thị Sydney mở rộng, chứ không phải là phụ thuộc vào thủ hiến hay là y sĩ trưởng của tiểu bang. Và đó cũng là một cái lời yêu cầu và khẩn thiết từ các chính trị gia của tiểu bang New South Wales, là chúng ta có được sự tài trợ thì chúng ta yên tâm ở nhà và đừng có đi ra đường một cách không cần thiết, bởi vì chúng ta di chuyển càng nhiều thì nguy cơ lây lan càng cao, phải không thưa anh? Vâng, cái điều mà họ đang quan tâm thứ nhất là stay at home order, giống như là giới truyền thông đã và các chính giới đã khuyên chúng ta là phải ở nhà để làm sao ngăn chặn cái mức lây lan trong cộng đồng. Thì khi nào mà cái mức lây lan cộng đồng càng nó chấm dứt càng sớm càng tốt thì chúng ta mới mở cửa ra, lúc đó kinh tế mới hoạt động lại. Và thứ hai nữa là cái chương trình mà chủng ngừa phải làm cho nhanh chóng, và quý vị thấy là càng ngày chính phủ tăng cường những cái trung tâm chủng ngừa và thuốc nữa, chứ tại vì cái vấn đề chúng ta đang có là vấn đề thiếu thuốc men, thiếu thuốc để Pfizer để hay là thuốc những loại thuốc mà để chủng ngừa. Cho nên hai cái việc này đó là hai cái việc tiên quyết mà phải làm. Dù cái tài trợ chúng ta có bao nhiêu đi chăng nữa mà hai cái công việc đó mà nó chúng ta không có đạt được đó thì cái số tiền nó cũng mất. Chúng ta có nghĩa là toàn nước Úc, cái ngân sách của người dân đã bị mất trên 200 tỷ để cứu cái nền kinh tế này ra khỏi, mà chúng ta đã thoát ra rồi, nhưng mà cái vấn đề chủng ngừa quá chậm trễ. Nước Úc là một trong những nước mà bị mất cái điểm son vì cái chương trình, cái hành trình mà đi chủng ngừa quá chậm trễ. Vì cái sai lầm đầu tiên là khi mà chọn cái vaccine chủ lực, nếu mà chúng ta chọn Pfizer ngay từ đầu thì chúng ta không có lâm vào cái hoàn cảnh này. Tuy nhiên và cái việc này bàn cãi thì nó cũng đã trễ rồi. Chúng ta hiện nay đang nói tới là làm sao để chúng ta thoát ra tình trạng phong tỏa. Và trong cái đại dịch lần này, thưa anh Huy, những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ thì rất là rõ ràng. Người dân, cộng đồng người Việt của chúng ta hiện nay có khá nhiều những cái doanh nghiệp, những cái tiểu doanh nghiệp, họ không ít thì nhiều gặp khó khăn trong cái vấn đề làm thế nào để xin những cái khoản hỗ trợ này. Với tư cách là một người chủ tịch cộng đồng của đặc biệt là tại New South Wales, thì cái cộng đồng của mình có một cái chương trình nào có thể hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp để họ có thể nhanh chóng tiếp cận được những cái gói hỗ trợ này hay không? Dạ, chúng tôi dự định là khi mà cái application là những cái chương trình mà xin đơn đó nó được mở ra vào ngày tháng thứ hai, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật cho quý vị và gửi lên cho trên mạng xã hội cũng như là gửi qua email để cho thông báo cho quý đồng hương để những cái chi tiết cần phải làm. Đa số thì trong những quá khứ đó, Kim Hoàng, thì những cái đơn xin hỗ trợ từ tiểu bang khá là đơn giản, chỉ cần những một cái số thông tin cần thiết. Và cái điểm đầu tiên đó quý vị nên làm, đó là mình check coi cái ABR, là cái register, là cái ABN của mình với lại cái thương hiệu của mình nó có trùng với nhau, để cho tránh sự lầm lẫn. Tại vì Service New South Wales, quý vị có thương vụ mà quý vị chưa đăng ký trên cái mạng Service New South Wales để mà mở cái account đó, cho nên quý vị nên làm ngay bây giờ. Và để cái ngày 19 tháng 7 khi mà cái application mở ra đó, thì chắc chắn là vì rất là nhiều thương vụ sẽ nộp đơn trong ngày đó, cứ là computer system nó bị crash hay là nó bị quá tải, thì quý vị cũng đừng ngần ngại, là tại vì tất cả những thương vụ là đủ điều kiện sẽ được tài trợ, không sớm thì muộn thôi. Cho nên cái ngày 19 đó, có lẽ là mình sẽ coi có những thông tin nào ra rồi sau đó những cái đơn, nhưng mà chắc chắn trong một tuần lễ đầu tiên thế nào nó cũng có những cái sự những cái vài những sự kiện xảy ra, tại vì cái số lượng người vào nó quá nhiều, cho nên là trong những thời gian trước chúng ta cũng bị như vậy. Nhưng mà quý vị an tâm là chắc chắn là Service New South Wales sẽ làm tất cả có thể để chuyển những số tiền đó vào rất là nhanh. Tại vì lần trước đó, thưa quý vị, cái phần 10.000 mà năm ngoái Service New South Wales cho đó,
thì trong vòng 3 ngày thôi là nhiều người đã nhận được. Cho nên về cái vấn đề mà cái tiền mà đến cho mỗi thương vụ đó thì tôi nghĩ là rất là nhanh. Yeah. Vâng, và đó là cái vấn đề về tài chính liên quan đến cái vấn đề đại dịch lây lan bùng phát trong những ngày vừa qua. Khu vực Tây Nam Sydney đã liên tục được nhắc nhở, và đặc biệt là khu vực Hội đồng Hành chính Fairfield là nơi mà có khá đông cộng đồng người Việt của chúng ta sinh sống. Mỗi một ngày trong tổng số ca nhiễm thì cái khu vực Tây Nam Sydney có trên dưới 50% trong cái tổng số ca nhiễm. Và mặc dù Bộ Y tế New South Wales không loan thông tin chi tiết, nhưng trong số những ca dương tính thì Kim Hoàng nghĩ rằng cũng có khá nhiều là người Việt của chúng ta. Vâng. Mọi người đang cảm thấy khá là bất mãn trong cái bối cảnh là họ nói là họ hơi bị phân biệt chủng tộc khi mà yêu cầu người Tây Nam Sydney là phải có những cái khắt khe hơn đối với khu vực miền Đông, là nơi đã xảy ra cái đợt cái dịch đầu tiên. Và vì vậy cũng có những cái phàn nàn về cái quyết định của thủ hiến trong cái việc có người dân ở Fairfield phải thử nghiệm thường xuyên để mà có một cái tờ giấy thông hành khi họ đi làm việc ở những cái nơi khác. Thì một lần nữa với vai trò là chủ tịch thì anh có những cái lời khuyên gì đối với cộng đồng trong cái bối cảnh đó khá là nhạy cảm hiện nay? Thưa Kim Hoàng, thì thật sự là chúng tôi cũng có thể hiểu được, và trong nhiều những cái Zoom conference với thị trưởng thành phố Fairfield, như thị trưởng thành phố Canterbury Bankstown, cũng như là những bộ trưởng về đa sắc tộc đó, thì họ nhìn nhận có một điều là như thế này, là tại vì cái mốc điểm, cái mấu chốt của cái vấn đề là vì ở những vùng Tây Nam Sydney có những sắc tộc, có gia đình rất là đông đông người, và vì những cái sự thăm viếng đó nó mới lây ra cho cả nhà, và cái số này nó tăng trưởng một cách quá nhanh. Nó khác hơn với lại một cái gia đình nhỏ hơn ở tại vùng miền Đông Sydney, thì cái đó là một cái sự khác biệt thôi. Tại vì có lẽ là ở trên Bondi và cấu trúc sinh hoạt họ khác đi, nhưng có hai người chỉ trong đây, họ có 7-8 người trong một gia đình, đó là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên cái sự lây lan, cho nên khi mà thủ hiến công bố là thủ hiến muốn nói lên ba cái vùng mà có nhiều cái xác suất mà bị lây lan trong gia đình nó lan tỏa nhiều hơn, cho nên là bà ta mới ra những cái thông báo gắt ghê như vậy. Và vì nhiều người ở tụ tập ở trong cái ba cái hội đồng thành phố này đi làm ở ngoại nơi rất là nhiều, và không muốn cho những cái tại vì những người thợ sống sống ở Liverpool hay là ở Cabramatta hay đâu đi làm những nơi rất là nhiều, vì vậy cho nên cái nguyên tắc mà để ngăn chặn cái đó là mình phải đi test thường xuyên, đi mỗi 3 ngày. Chúng tôi nghĩ rằng là 3 ngày hay là 2 ngày thì tôi nghĩ rằng là khi mà thủ hiến đưa ra như vậy thì cũng chưa có một cái sự đắn đo mà có suy diễn ra là cái đó nó có thực tế hay không. Tại vì với cái số lượng thời gian mà người ta phải đợi trong những ngày đầu tiên thì thật sự ra đó là một cái sự hỗn loạn, không Kim Hoàng? Ở một cái thời điểm mà chúng ta có tới 10 cây số mà cái đậu xe như vậy, mà đến có nhiều người đã đến 1-2 giờ sáng đến mà lại phải chờ đợi, không tới lượt mình để thử. Và đó là cũng là những cái lời mà thị trưởng Fairfield Frank Capone cũng đã nêu lên rất nhiều trong những ngày vừa qua với các cơ quan truyền thông. Và cũng chính vì vậy mà trong sau cái ngày đầu tiên thì cái tình hình nó cũng đã trở nên nó dễ chịu hơn, mọi người có một cái sự hợp tác và cũng không có mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên đây là một cái việc làm một lần nữa bắt buộc chúng ta phải làm để mà chúng ta có thể thoát qua cái tình cảnh hiện nay, mặc dù đối với nhiều người khá là bất tiện khi mà mỗi 3 ngày phải đi thử nghiệm. Tuy vậy chúng ta cũng nên cố gắng trong cái bối cảnh này để mà người dân ở Sydney có thể vượt qua. Nếu mà chúng ta không tuân thủ thì lại tiếp tục cá nhân chúng ta là sẽ bị phạt vạ một cách rất là vô ích, và cộng đồng rộng lớn hơn thì cũng có nguy cơ bị lây lan. Và vì vậy với những cái gói hỗ trợ mà chính phủ tuyên bố thì chúng ta cũng có một cái nghĩa vụ hỗ trợ lại chính phủ để chúng ta mau chóng thoát qua những cái ngày tháng rất là đen tối như thế này. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì không biết anh Huy có những gì gửi cho khán giả hay không? Vâng, thì có một cái điều mà chúng tôi nhận thấy là cộng đồng chúng ta là một cộng đồng rất là tuân thủ theo những cái lịch của Bộ Y tế cũng như chính phủ. Thì tôi tin rằng là trong cộng đồng chúng ta thì với cái sự phong tỏa gắt gao như thế này, chắc chắn là những khu vực của cộng đồng chúng ta sẽ cái sự lây lan nó sẽ được kiểm soát và nó sẽ không có bị bùng phát ra. Và tôi tin rằng là cộng đồng chúng ta là một cộng đồng rất là tuân thủ và cộng đồng rất là nghe những cái lời khuyên cũng như những cái luật lệ mà chính phủ đưa ra, thì chắc chắn là cộng đồng chúng ta được rất là nhiều tiếng khen của bộ đa sắc tộc là về cái cách mà người chúng ta tuân thủ về cách đeo khẩu trang,
cũng như là cách ở nhà và không làm cần thiết, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái điểm son cho cộng đồng mà nhiều cộng đồng khác, mà nhiều chính giới đã cho là những cộng đồng khác mà không bằng cộng đồng chúng ta. Những cộng đồng khác phải học hỏi từ cộng đồng người Việt phải không? Dạ, vì chúng ta là những một cộng đồng rất tuân thủ theo luật lệ. Dạ. Rất cảm ơn những thông tin của anh Phô Huy ngày hôm nay. Dạ, xin chào Kim Hoàng và chào tạm biệt quý vị khán giả của Vietfest TV. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.